Rồi, welcome các bạn đến với video số 2. Bây giờ Hường sẽ chia sẻ về cái phễu phức tạp hơn một chút ha. Đối với việc tự xoay thì chúng ta lưu ý, nếu mà muốn chơi lớn thì chúng ta tập trung vào những yếu tố này. Đây là một cái phễu. Những khách hàng mua hàng đầu tiên, những người mua sản phẩm đầu tiên, sản phẩm rẻ thôi, ví dụ như vài đô, vài chục đô, thậm chí là vài chục nghìn, thì nó là những sản phẩm này giá rất là rẻ. Những sản phẩm này khi mà khách hàng họ mua thì thường chúng ta sẽ cung cấp cho họ những sản phẩm dịch vụ khá là tốt hơn so với giá trị. Những sản phẩm này người ta gọi đó là front end. Những sản phẩm này thì rất là nhiều khách hàng có khả năng mua và họ thường sẽ khá là hài lòng về sản phẩm. Bởi vì chúng ta sẽ đầu tư cho những sản phẩm đầu tiên này giá thấp và nó giá trị cao để họ hài lòng và họ có thể mua thêm những sản phẩm tiếp theo. Mua thêm thì khi mà chúng ta upsell khách hàng mua thêm những sản phẩm tiếp theo. Những sản phẩm này người ta gọi đó là những sản phẩm back-end. Đối với một cái phễu thông minh thì những sản phẩm back-end sẽ là những sản phẩm có giá trị rất cao, tức là hoa hồng số tiền lời thu được rất là lớn. Và cái phễu này có thể kéo dài như thế cho đến không đáy, vô cực. Chúng ta có thể bán thêm hoài. Với những người họ mua hàng của chúng ta đầu tiên thì có thể là họ sẽ nghi ngờ cái này cái kia, có thể hơi ngần ngại. Nhưng mà khi họ đã trả tiền cho mình, dù là một số ít thôi, thì họ có thể là có một cái niềm tin hơn vào sản phẩm của mình và họ có thể mua thêm. Khả năng mua thêm là sẽ với giá trị cao hơn ấy, mua thêm với giá trị cao hơn là cao hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta đùng một cái chúng ta bán giá trị cao. Cũng giống như là các bạn có thấy là FPT, FPT Shop họ chỉ quảng cáo cái uplink 20.000 thôi. Nhưng mà thật ra cái số lượng doanh số bán ra từ cái việc quảng cáo cái uplink đấy là gì? Là iPhone, là điện thoại, là Oppo, là vân vân, rất là nhiều thứ ở trong cửa hàng FPT Shop. Như vậy thì những cái sản phẩm như là cái uplink 20.000 đấy là những sản phẩm đầu phễu, giá trị khá là thấp đúng không? Nhưng mà khách hàng họ đã quen với cái việc mua hàng FPT Shop rồi thì sau đó họ cũng tự tin hơn và họ tham khảo nhiều cái sản phẩm ở trong đấy hơn thì có thể là khả năng họ mua thêm. Đây là cái sản phẩm front end. Đây thường là những sản phẩm upsell thêm. Thì theo các bạn thì đối với những sản phẩm upsell này thì có cần phải tốn tiền quảng cáo nữa hay không? Hoàn toàn là đa số chúng ta sẽ không tốn tiền quảng cáo hoặc là tốn nhưng mà rất là ít thôi. Thì như vậy là đối với sản phẩm front end này nè, là những sản phẩm cái số tiền thu được, tiền lời thu được thì ít lắm, nhiều khi là không có lời luôn. Nhưng mà cái chi phí quảng cáo ấy, nó lại lớn. Chi phí quảng cáo rất là lớn đúng không? Nhưng mà những sản phẩm ở bên dưới này nè, số tiền lời trên mỗi khách hàng nó lại nhiều hơn, nhiều thậm chí gấp mấy chục lần, mấy trăm lần đối với những sản phẩm đầu tiên này. Nhưng mà chi phí quảng cáo của chúng ta gì? Rất là thấp, cực kỳ thấp. Cực kỳ thấp, gần như là không có luôn. Bởi vì những khách hàng này mình chúng ta là trả chi phí quảng cáo rồi thì xuống đây chúng ta đâu cần phải trả nữa. Họ là những người mua lại sản phẩm của mình bán thêm cho họ mà. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là sẵn sàng nhà quảng cáo họ có thể là bán hòa vốn hoặc thậm chí là lỗ vốn ở giai đoạn này để những giai đoạn sau họ sẽ có những cái hoa hồng lớn hơn họ bù vào. Như vậy thì làm thế nào để biết là chúng ta chi phí quảng cáo như vậy lỗ vốn hay là có lời, hay là chúng ta dựa vào cái con số nào để chúng ta trả cái mức chi phí quảng cáo này cho hợp lý khi mà chúng ta đã có những sản phẩm front end, sản phẩm upsell 1, sản phẩm upsell 2, 3, 4, chấm 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 và vân vân. Thì nó có một công thức gọi là Customer Lifetime Value bằng tổng số hoa hồng thu được ấy. Revenue chia cho tổng số khách hàng, tức là tổng cái số khách hàng là tổng số người mua front end ấy, là tổng số khách hàng đúng không? Bởi vì những người này họ cũng thuộc những sản phẩm
cũng thuộc những người họ đã mua sản phẩm front end mà. Rồi tổng revenue tức là chúng ta tính tổng cả doanh thu từ tổng cái hoa hồng ở từ trên xuống dưới này nè. Tổng hoa hồng từ trên xuống dưới mà chúng ta kiếm được thì chúng ta chia cho customer thì nó ra một cái con số x. Thì con số này có nghĩa là một người khách hàng, trung bình một người khách hàng thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Trung bình một người khách hàng thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Đây là tổng cái số tiền thu được toàn bộ từ quá trình trên cho đến quá trình dưới với một cái số lượng khách hàng nhất định. Rồi, như vậy cái con số này nè là số tiền trung bình mà chúng ta kiếm được mỗi khách hàng. Như vậy, chúng ta miễn là chúng ta trả cái chi phí quảng cáo này nè, nó bé hơn cái chữ X này, bé hơn cái số tiền chúng ta có thể kiếm được trung bình mỗi khách hàng, là chúng ta sẽ có lời, đúng không? Như vậy, chúng ta hiện nay thấy người ta quảng cáo rất là nhiều. Thì thực ra người ta vẫn nói rằng có một câu đối với nhân marketing, người ta nói là trên thương trường người nào mà chịu chơi, người nào mà bỏ chi phí ra mua khách hàng chi phí với chi phí cao nhất thì người đó sẽ thắng. Như vậy cái việc mà chúng ta để có lời thì thứ nhất là chúng ta tính được những con số này nè, cái chữ X này nó phải lớn hơn chi phí quảng cáo. Như vậy là chúng ta phải xây một cái hệ thống bài bản, làm thế nào để có những cái sản phẩm đầu phễu giá trị thấp mà mang lại hài lòng cho khách hàng, đồng thời có một hệ thống là bán thêm, hệ thống bán thêm làm thế nào để họ khách hàng họ mua sản phẩm đầu tiên rồi họ lại mua sản phẩm tiếp theo, họ lại mua tiếp những sản phẩm về sau giá trị càng ngày càng cao hơn, dù ở đó giá trị như thế này và ít hơn về sau càng cao hơn. Thì làm nào để có khách hàng mua thì đó là một cái phễu mà chúng ta cần phải đầu tư nhiều thời gian hơn. Nhưng mà đối với cái phễu này thì nó là một cái phễu có thể giúp cho chúng ta tạo ra được những con số lợi nhuận khổng lồ và nhanh đạt mục tiêu hơn nếu mà chúng ta chịu chơi. Như vậy, như các bạn thấy thì sau khi, nếu mà sau khi xây phễu xong, hệ thống hóa tất cả các bước rồi thì việc của chúng ta là chỉ cần bán cái sản phẩm front end thôi, đúng không? Với một xác suất, với một cái tỷ lệ nhất định thì có một lượng khách hàng họ mua sản phẩm front end, sản phẩm vào đây thì sẽ có một cái lượng khác họ upsell, họ mua thêm những cái sản phẩm back end, đây gọi là sản phẩm back end. Thì cứ việc của chúng ta là chỉ cần bán cái sản phẩm, chỉ cần bán cái sản phẩm front end thôi. Đó là sự kỳ diệu của việc xây dựng hệ thống hóa. Thì trong video tiếp theo, Hường sẽ chia sẻ về cũng một cái phễu, cũng một cái hệ thống mà mình không phải là mình xây mà là người khác xây. Hãy nhớ nhấn subscribe kênh YouTube của Hường và bắt đầu xem video số 3.